thí sinh Miss Teen 2012 ở mỗi miền từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2012. Bước 1, đăng ký thành viên mạng go.vn. Bước 2, đăng nhập để tham gia bình chọn. Bước 3, bình chọn cho 4 thí sinh bạn yêu thích ở mỗi miền để có cơ hội nhận quà. 3 tài khoản bình chọn sớm nhất và chính xác nhất mỗi miền sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng. 10 tài khoản dự đoán chính xác tiếp theo sẽ nhận được phần quà trị giá 500 000 đồng. Truy cập www.missteen.go.vn để biết thêm chi tiết. Vote người xinh, rinh phần thưởng.